cái gì mua được bằng tiền cái đó rẻ. 3 năm học nói, 1 đời học cách lắng nghe. Có tiền ở núi xa xăm, bạn bè chiến hữu tới thăm liền liền. Không tiền dù ở mặt tiền, chẳng ai thèm tới làm phiền mình đâu. Đó, lời nó là vậy. Đó, bây giờ ví dụ như bây giờ mình không tiền nè, đang ngồi trong góc trong kẹt nè, có ai quan tâm mình đâu. Thấy không? Ví dụ như mình giàu có, bà con dòng họ kéo gần gần. Người mà hiểu chuyện đó các bạn, sẽ biết buông bỏ sự nghiệp để lo cho cái việc kiếm tiền. Các bạn có biết vì sao không? Bởi vì khi mà họ thành công, họ sẽ dùng tiền để đòi lại sự nghiệp cho chính mình. Tao có một lời khuyên chân tình dành cho mày. Lẽ phải trên đời này thuộc về kẻ có tiền. Có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Nếu mà nhìn thẳng vào mặt trời á, thì sẽ rơi vài giọt nước mắt thôi, đúng không? Nhưng nếu nhìn vào lòng người, thấy rõ được lòng người, mình rơi rất rất nhiều giọt nước mắt. Nhìn mặt trời chỉ một lý do để rơi nước mắt, đó là nóng quá, sáng chói quá, rơi nước mắt. Còn nhìn vào lòng người thì có 100.000 lý do để mình rơi nước mắt. Và chỉ tóm lại ở 2 chữ: giả dối và chân thật mà thôi. Có hai người ngồi cãi nhau thế này. Một người nói 4 x 4 là 16. Người kia nói là 4 x 4 phải bằng 17. Hai người cãi nhau không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Và sau khi nghe câu chuyện thì quan phán thế này: cái thằng 4 x 4 bằng 17 được về, còn thằng 4 x 4 bằng 16 thì lôi ra đánh 50 gậy. Và sau khi bị đánh đủ 50 gậy thấm đòn rồi thì tên này vẫn ấm ức mà vào trình quan: vâng thưa quan, sao con trả lời đúng mà vẫn lại bị đánh đồi tàn như vậy? Vị quan trả lời thế này: mày biết đó là đúng mà mày còn đi cãi với thằng ngu thì đó là chân lý rồi. Cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác và mất thời gian của tao nên bị đánh là phạt. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội sẽ dạy cho nó. Mày có nói cỡ nào, nó cũng không thể nào mà nghe đâu. Vâng, thế mới cái thành chuyện cười phải không? Nhưng mà đối với Thanh Liêm thì đây lại là một câu chuyện đầy ý nghĩa và cực kỳ triết lý. Đôi khi trong cuộc sống này ta dù có đúng cũng chẳng nên tranh cãi làm gì. Việc mà cố gắng tranh cãi với một ai đó về một vấn đề gì đó sẽ chỉ khiến bạn mất thời gian vào những việc không đáng, đâm ra lại bực bội, mệt mỏi, tức giận một cách vô nghĩa mà lại không mang lại một kết quả nào cả, nhất là khi cãi nhau với người ngu. Thế nên dù bạn biết bạn có đúng mà bạn vẫn cố gắng tranh cãi với một người kia để họ công nhận bạn đúng, thì lỗi sai ở đây nằm ở phía bạn. Đấy mới là nghịch lý ở đời này. Tình yêu ấy, nó có 3 điều làm mình mệt mỏi và đau đớn nhất. Đó là thứ nhất, nhiều đơn phương. Thứ hai, bị phản bội. Và thứ ba, là mất đi người mình yêu thương nhất. Em phát hiện ra là ở trên bàn làm việc của anh có một cây chì kẻ chân mày, nhưng mà nó không phải của em. Em cũng hỏi anh rất là nhiều, nhưng mà anh chỉ nói một câu là anh không biết. Lúc đó em nhớ là anh vẫn rất là thản nhiên làm việc trên máy tính của anh, mặc cho em ngồi ở đó khóc rất là lâu, khóc đến nỗi mà nhòe cả mắt và khan cả tiếng. Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người. Hứa hẹn cho vui tôi mơ, giờ em cả tin rồi. Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời. Người khôn chọn say vì rượu, người dại chọn say vì tình. Đời khả như nửa khôn nửa dại, tình làm em đau và rượu làm em say. Rồi đi rồi em đêm đó mắt qua sâu, yêu thương ấy đâu lấy đâu. Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy? Có khi nào chúng ta tự hỏi lòng mình, chúng ta đã từng có được chưa, thì làm sao gọi là đánh mất nhau? Mình đã lưu số người ta mà chắc gì người ta đã lưu số mình. Phật dạy á, sở dĩ con người ta đau khổ vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Chúng ta đã biết là sai lầm rồi mà vẫn cố chấp ôm ấp những tàn phai.
Ở trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó hết á. Em muốn quen một cái chàng trai an toàn. Khi người ta an toàn với em được là tại do người ta ra ngoài đường, cái cảm xúc người ta phát ra nó cũng ở cái tần số an toàn. Cho nên á, muốn cái người đàn ông thú vị thì phải chịu liều một chút xíu là anh ta sẽ khó giữ chân hơn cái người đàn ông an toàn. Nhưng muốn người đàn ông an toàn thì đừng yêu cầu anh ta phải thú vị, tại vì ông ta an toàn thì làm sao có thể thú vị, đúng không nào? Một thứ thôi. Khi người ta đã muốn, người ta sẽ tìm cách. Khi mà người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Người ta không đặt tâm vào mình thì mình hay khổ lắm. Và em nghĩ là ở con người mình, cái khổ nó đều đến từ cái sự muốn. Chính cái muốn nó là cái trung tâm của mọi nỗi khổ. Bởi vì là mình kỳ vọng người ta mang lại cho mình cái này, mang lại cho mình cái kia. Mình đặt cái hạnh phúc của mình trong lòng bàn tay người khác, chứ mình không có nắm cái hạnh phúc của mình. Đàn ông ấy là phải có sự nghiệp đàng hoàng. Khi nào có sự nghiệp kinh tế ổn định xong xuôi ấy, thì mình nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ. Chứ mới nhỏ mà lo yêu đương thì lớn lên làm được cái trò trống gì. Tình yêu là gì? Nếu yêu vì đẹp thì gặp người đẹp hơn sẽ hết yêu. Nếu yêu vì giàu thì gặp người giàu hơn sẽ hết yêu. Người ta yêu nhau vì thứ gì thì đôi khi lại chính vì thứ đó mà mất nhau. Nên nếu bạn yêu mà không biết vì sao mình yêu họ thì đó mới là tình yêu thực sự. Khi nào thì mới có bình minh? Đố các bạn biết khi nào thì mới có bình minh? À, khi sáng sớm là có bình minh đúng không? Khi nào nữa? Khi mặt trời lên có bình minh. Như vậy không phải là những lúc như vậy, không phải là những lúc mà có bình minh. Khi nào mà có người ta mở mắt ra mà có thể nhìn thấy nhau hoàn toàn bằng hai con mắt á, thì khi đó mới có bình minh. Chừng nào mà mình nhìn người khác xung quanh ở mình đấy đó mà mình thấy họ bằng nửa con mắt thôi, thì có nghĩa là cuộc đời của mình có bình minh chưa? Cuộc đời của mình chưa có bình minh. Chưa có bình minh có nghĩa là mình vẫn còn ở trong tăm tối, còn ở trong đau khổ. Chúng ta yêu nhau lâu thêm một xíu nữa nha. Lâu đến khi em ổn định công việc. Lâu đến lúc gặp gia đình hai bên. Lâu đến lúc cùng nhau ngắm hoàng hôn. Một ngày, hai người, ba bữa, bốn mùa. Chỉ cần là em, buồn một chút cũng không sao. Thành người tốt, đối xử tử tế với người khác là một việc tốt. Nhưng trước hết, ta có nghĩa vụ phải trân trọng chính bản thân mình. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi. Dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ. Dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng. Dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý. Đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Chính bạn chứ không phải một ai khác phải đi hết hành trình cuộc đời của mình. Và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai, bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn lúc tối tăm. Ngay cả cái bóng của bạn mà nó còn bỏ bạn thì đừng có nói ai ngoài bạn nữa. Chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn. Chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau khổ mà thôi.